Đây là vạch phân chia giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Nam nè. Bước qua đây cái là Trung Quốc. Tệ. Tiền 5 tệ. 5 tệ. 5 tệ là nó khoảng 15.000 tiền Việt Nam. 18.000 tiền Việt Nam. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là cửa khẩu Móng Cái, một cửa khẩu rất là lớn giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ thực hiện một cái chuyến hành trình thì làm thủ tục như thế nào và đi bằng đường bộ thì sẽ ra sao. Thì ngày hôm nay Bùi Hồ sẽ thực hiện một cái chuyến hành trình dài bằng đường bộ ngay tại cửa khẩu Móng Cái này. Và trước khi qua sang Trung Quốc thì cũng như tất cả các nước khác thì Bùi Hồ sẽ thực hiện việc đầu tiên đó là đổi tiền từ Việt Nam sang tiền Trung Quốc. Đây là đơn vị tiền tệ của Trung Quốc, đây là nhân dân tệ hả cô bác anh chị. Và đây là tiền mệnh giá lớn nhất của Trung Quốc. 100 nhân dân tệ này nó tương ứng ở thời điểm hiện tại nó tương ứng với khoảng 365.000 đồng, 365.000 Việt Nam đồng. Đây, một tờ như thế này. Và đây sáng nay Bùi Hồ cũng đổi khá là nhiều vì đây là một cái chuyến hành trình cũng không quá dài ngày. Mình sẽ làm một cái giấy thông hành du lịch ngắn ngày. Và đây là một cái giấy thông hành du lịch nó có giá trị khoảng 3 ngày thôi. Và trong 3 ngày lưu trú đó thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ cho cô bác quý chị rất là nhiều thước phim hay. Ở đây thì có hai dạng giấy thông hành. Một là giấy thông hành cho người dân địa phương ngay tại gần cửa khẩu Móng Cái này để tiện sang Trung Quốc để thực hiện việc buôn bán giao thương với nhau. Đây là giấy thông hành của người dân địa phương ở vùng biên giới nha cô bác quý anh chị. Còn giấy thông hành đây, giấy thông hành của người dân địa phương ở vùng biên giới đó. Và còn giấy thông hành của Bùi Hồ sử dụng á, là sẽ là giấy thông hành màu vàng cho dân du lịch thời gian ngắn ngày hơn. Và đây là một cái chuyến hành trình khá là lý thú mà rất mong cô bác quý anh chị sẽ đồng hành với Bùi Hồ. Những cái vấn đề mà Bùi Hồ muốn chia sẻ trước cho cô bác quý anh chị. Còn bây giờ mình sẽ bắt đầu làm thủ tục xuất cảnh khỏi Việt Nam và nhập cảnh sang Trung Quốc. Sau khi nhận được cái giấy thông hành để xuất nhập cảnh sang Trung Quốc thì Bùi Hồ cũng vừa làm một cái thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc xong. Và thủ tục tiếp theo đó là sẽ nhập cảnh sang Trung Quốc ha. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng với Bùi Hồ vào bên trong. Và bây giờ Bùi Hồ muốn chia sẻ một điều đặc biệt thú vị giữa ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nơi Bùi Hồ đang đứng là địa phận của Việt Nam. Hiện nay theo giờ Việt Nam thì ngay theo giờ Việt Nam thì là 8:53. Ở đây tí xíu rồi cô bác quý chị. Đây là vạch phân chia giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Ở đây là 8:53. Chỉ cần bước nhẹ qua đây một tí xíu thì là 9:53. Có nghĩa là Trung Quốc và Việt Nam sẽ lệch với nhau một tiếng đồng hồ. Múi giờ của Trung Quốc là GMT cộng 8, còn của Việt Nam là GMT cộng 7. Đây là Việt Nam nè. Bước qua đây cái là Trung Quốc. Bây giờ mời cô bác anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ nha. Chị thấy mấy cô chú á, mấy anh chị đang sắp trên tay những cái món đồ lỉnh khỉnh đúng không? Đó là những cái món hàng sắp tay từ Trung Quốc sắp về Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ chia sẻ lại tí xíu nữa. Qua đây thì Bùi Hồ có làm một cái nhập cảnh giấy xuất nhập cảnh cho khách du lịch. Giấy này có giá trị là khoảng 3 ngày ha. Bây giờ tiếp tục làm thủ tục nhập cảnh thôi. Nghe nói rằng là ở Trung Quốc việc kiểm soát con người rất là gắt gao luôn, rất là khó luôn. Nên là nữ là cũng khá là lo lắng. Bây giờ mấy anh em cũng sẽ tiếp tục hành trình. Ok. Và sau một thời gian khoảng hơn 20 phút xếp hàng chờ làm thủ tục nhập cảnh thì Bùi Hồ cũng đã đặt chân đến đất nước Trung Quốc cô bác quý anh chị. Đây là một cái cửa khẩu ở Trung Quốc nhập cảnh từ cửa khẩu Móng Cái của Việt Nam ha. Và khi mà nhập cảnh vô thì cô bác anh chị thấy nè, ở đây là cái khu vực cửa khẩu ở bên phía Trung Quốc ở tỉnh Quảng Tây, thành phố Đông Hưng á. Thì cô bác anh chị thấy đây là tất cả các cửa hàng bán hàng rất là nhiều ha. Đa số là còn là tiếng Trung Quốc nè. Đây là các gian hàng, các sạp bán gian hàng lưu niệm rồi có thể sách tay về Việt Nam đó. Như vậy là một thủ tục
xuất cảnh và nhập cảnh cũng đã khá là xong, và hành trình tiếp theo cũng còn khá là dài. Mời cô bác anh chị tiếp theo cùng Bùi Hồ ha. Thì các bạn này là đem những cái món hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc bán, nên là nữ là cô bác anh chị sẽ thấy đó, có rất là nhiều cô chú nhập cảnh ở đây đó. Người ta ở trên tay người ta sơ sách lỉnh khỉnh những cái món đồ. Còn ai chưa đưa sổ cho anh không nhỉ? Mai mình chưa đâu. Như cô bác anh chị biết, ở Trung Quốc thì cái việc quản lý con người cũng như là xuất nhập cảnh nó rất là chặt chẽ luôn. Đây là tất cả các gian hàng có làm thẻ, có bán thẻ điện thoại nữa nè, thấy không cô bác anh chị? Biển hiệu của các anh á là có tiếng Trung nè, rồi tiếng Việt nè. Đây là các gian hàng người Trung hết đúng không ạ? Người Việt cũng có thể là người Việt, cũng có thể là người Trung. Đấy. Khi bước đi được một đoạn thì vừa hồi cũng gặp mấy cô người Việt Nam nhập cảnh xe xuất cảnh để mà bán bánh mì gánh cho cô bác anh chị. Chào cô. Không, không, bà cứ để đi. Chào cô. Này bánh gì cô? Dạ, đây là bánh bánh giống như bánh cam đúng không? Bánh cam. Bánh cam. Còn đây là bánh chưng. Mình sẽ mua cô một cái bánh gì nha? Đây là bánh mì hả cô hả? Bánh mì cô bán lần một túi à? 5 đồng một túi. Trời ơi. Một túi này bánh mì không? Bánh mì không nha. Bánh mì ngọt thì ở dưới. Còn ở đây là bánh cốm. Cô lấy cho con cái bánh cốm đi. Cô bán đây lâu chưa? Mà này phải sử dụng tiền Trung Quốc. Này là bao nhiêu tệ? 5 tệ. Tiền 5 tệ. 5 tệ là nó khoảng 15.000 tiền Việt Nam. 18.000 tiền Việt Nam. Ủa em có tệ đó không? Đâu mà sáng cô qua đây bán sớm không? Mở cửa khẩu sang thì đi ra được sớm. 7 giờ mở cửa khẩu sang đây bán ha. Cô bán ở bên đây lâu chưa cô? Mới bán nè. Mới bán rồi. Chắc con nghĩ là cô bán lâu rồi. Cho anh mượn nha. Cô ơi, cô mới sang, con có tiền này con thối con được không? Đây là 100 tệ nha cô bán anh chị. Này có 5 tệ à. Được. Mày đừng quay tao lên cho con cháu tao nó lại cười tao nha. Rồi gì mà vui mà. Đây nãy giờ rồi. Bà nó mang nhiêu rồi? Này 90 đồng. Này 90 tệ đúng không? Này. Đấy. Đây điểm lại nha. Đang cầm cái bánh rồi. Một. Rồi dính cái bánh vô. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 95 tệ. 10 tệ thì nó tương ứng với khoảng 150, 35.000 tiền Việt Nam. Bây giờ sẽ cất vô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Đã cho cô lên luôn. Thôi, cảm ơn cô. Chúc cô sức khỏe nha. Cô nói là cô ngại thôi, còn bây giờ mà cô bác chị tiếp tục theo hành trình nha. Đi ra mình đi. Mình đi ở đây, ngày mai mình ở đây mà. Ok. Bánh này ngon giòn nha. Bánh này từ Việt Nam nhưng mà làm ở Việt Nam. Một người ở Việt Nam qua đây bán và một người Việt Nam qua đây chơi. Hai người gặp nhau tại Trung Quốc mua cái bánh này để ăn. Khang mà Khang. Em khá đi nha. Mời mọi người đi. Bây giờ là cứng. Rồi, đi. Linh ơi. Em muốn ăn đâu. Chị. Cái này là hay nha. Người Việt Nam qua đây bán mà người Việt Nam qua đây du lịch gặp nhau ăn cái bánh này. Ngon mà. Nhưng mà cô bác quý chị biết không? Các cô chú sống cặp biên giới á, sáng khi mà cửa khẩu mở cửa 7 giờ cửa khẩu mở cửa thì cô chú sẽ qua đây bán. Bán ở đây thì sẽ có vì cái tỷ giá tiền tệ nó chênh lệch với nhau á, nên bán ở đây được lời nhiều hơn. Đó. Nên rất là nhiều người Việt Nam họ qua Trung Quốc để họ làm. Rồi có thể là chiều họ sẽ về lại Việt Nam để mà nó sẽ có số đồng vốn nó dư nhiều hơn. Còn bây giờ đây là một cái hành trình đi, đây là thành phố Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, giáp với bên đây là Quảng Tây còn bên kia là Quảng Ninh đó. Cửa khẩu thông thương với nhau đó là cửa khẩu Móng Cái, và đây là một trong những cái cửa khẩu giao thương lớn.
Giống với Trung Quốc thì ở khu vực phía Bắc thì Bùi Hồ biết rất là nhiều cửa khẩu, như là cửa khẩu Tân Thanh nè, cửa khẩu Hữu Nghị nè, cửa khẩu Móng Cái nè. Đây là cái Khang ơi, đây là các cô chú xách hàng xách tay về đúng không? Đúng rồi. Xách tay về Việt Nam bán đúng không? Khi mà anh đặt hàng trên các trang mạng xã hội như Temu hoặc là mấy cái trang mạng Taobao gì đó, người ta sẽ đưa về đây xong người ta đưa về Việt Nam giao cho anh. Đây có rất là nhiều kho hàng, em đợi anh đi xem. Có nghĩa là các cô chú á xách tay đúng nghĩa luôn. Các cô tôi cứ xách lĩnh khinh khinh khỉnh đem về Việt Nam bán. Khách Việt Nam ạ. Nhưng mà chiều mấy giờ cửa khẩu đóng cửa? 8 giờ Việt Nam, 7 giờ Trung Quốc. Tới Việt Nam là 7 giờ sáng mở cửa. Đúng rồi, Trung Quốc là 8 giờ sáng mở cửa. Có nghĩa là như thế này nè, cô bác anh chị. Việt Nam và Trung Quốc nó cách nhau 1 tiếng đồng hồ. Hiện nay là ở Trung Quốc là 9 giờ thì ở Việt Nam là 8 giờ. Đó, trên lệch với nhau 1 giờ đồng hồ nha. Bây giờ anh em mình sẽ người chai nước ha. Hai chai nước nó khác nhau, chai nước này mình lấy chai nước màu xanh đi, mình sẽ phù hợp với nó thôi. Bốn chai nha, bố anh em bốn chai nha. Rồi, đi vô đây trả tiền. Mỗi một chai nước như vậy là có giá là hai tệ thì nó tương ứng với khoảng 7.000 tiền Việt. Không tới 7.000 tiền Việt. Mọi người chai, mấy anh em chai. Em tí lên lấy xem có nước của chị xem. Uống đi. Cho vui. Và sau khi mà làm thủ tục nhập cảnh tại tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc xong thì vừa dạo một vòng thì chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ lại có mặt ở trong một cái khách sạn tại thành phố Đông Hưng. Thưa với cô bác quý anh chị, đây là cái khung cảnh của thành phố nhìn từ trên cái khách sạn xuống này cô bác quý anh chị. Cũng khá là sầm khuất đúng không? Và đây là một cái khách sạn cũng khá là hiện đại, mặc dù một ngày di chuyển khá là mệt mỏi và sẽ chắc chắn rằng có những cái thước phim rất là hay để chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết luôn. Và có một điều mà Bùi Hồ muốn chia sẻ nữa cho cô bác anh chị nè. Ở phía sau lưng của Bùi Hồ, đằng xa xa kia, cô bác anh chị thấy con sông đằng đó không? Đó, thấy con sông đằng đó đó cô bác anh chị. Con sông chảy ngang như vậy đó. Ở phía bên đây là của thành phố Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Còn phía bên vách núi bên kia đó, đó bên kia cũng khu nhà sầm khuất bên kia cô bác anh chị. Đó là thành phố Móng Cái. Đó, thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Đó thì giữa Việt Nam và Trung Quốc với nhau á, cách nhau chỉ một cái con sông như vậy thôi. Tuy nhiên mà để qua được đến nơi này mà ngồi ở đây để mà review cho cô bác anh chị để biết thêm về Trung Quốc á, thì làm một cái thủ tục nhập cảnh nó cũng rất là khó khăn và vất vả, kể cả về ngôn ngữ. Cô bác anh chị biết rồi, tại vì ở Trung Quốc á, họ ít sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh lắm, chỉ sử dụng cái tiếng Trung thôi. Và đó là cái cách mà người Trung họ muốn thế giới theo họ. Và thậm chí là qua đây á, khi mà mình không sử dụng một cái SIM của Hồng Kông á, đó. SIM Trung Quốc này thì khoảng 35 tệ đúng không nghe? Đúng rồi. Khoảng hơn 100.000 tiền Việt Nam. Sử dụng cho khoảng 3 ngày. Dạ. SIM này là SIM Hồng Kông anh ạ. SIM Hồng Kông. Quý vị sang bên Trung Quốc ấy, nếu mà dùng SIM Trung Quốc đúng không? Là tất cả mọi mạng của Việt Nam sẽ bị chặn hết trừ Zalo ra thôi. Zalo là dùng được. Nhưng mà SIM này Hồng Kông này có thể là lắp vào và sử dụng bình thường. Có nghĩa là Dũng vẫn dùng YouTube, Facebook và tất cả mạng Việt Nam bình thường. Mình sử dụng cái SIM của Trung Quốc, mình đưa vô cái máy điện thoại của mình á thì những cái ứng dụng, những cái app như là Facebook nè, đó là mình sẽ nó không chạy được luôn, nó sẽ chặn lại hết luôn. Có nghĩa là hệ thống tường lửa của Trung Quốc á, nó sẽ chặn lại hết luôn. Nên thành thử khi mà Bùi Hồ sang đây á, thì Bùi Hồ mua một cái SIM của Hồng Kông, á chi phí SIM sử dụng là khoảng 100.000 cho 3 ngày sử dụng 4G luôn để có thể tiện liên lạc. Và cô bác anh chị biết là đồ ăn của Trung Quốc thì cũng khá là khó ăn. Và ngày đây là một cái chuỗi hành trình mà chắc chắn rằng sẽ cho cô bác anh chị nhiều cái thước phim hay và thú vị, và đặc biệt là khu dân tộc Kinh nói tiếng Việt ngay tại Trung Quốc. Còn bây giờ thì cô bác anh chị nhớ đăng ký và để theo dõi hành trình của Bùi Hồ cùng với các anh em ngay tại tỉnh Quảng Tây của
Trung Quốc ha. Vâng.